Dạ ông già, bây giờ ông có thể trading bộ bài giúp em với ạ. hướng dẫn đây màn hình đúng không, buy và sell đúng không? Các em thì hàng ngày buy và sell, mua và bán cùng luôn cùng nào rồi, nhưng có bộ bài thêm đúng không? Dạ vâng. Thế bây giờ 88 lá này có phải là 88 kịch bản trong đây không? Ví dụ em bốc phải lá này thì nó lại khác, bốc phải lá này nó lại khác, bốc phải lá này nó lại khác đúng không? Dạ. 88 kịch bản ở trong đây. Thế nên cái thời gian đây là yếu tố tâm linh. Bình thường nó chỉ có một kịch bản thôi, nhưng đây nó là 88 kịch bản, nó phụ thuộc vào em. Phụ thuộc vào em, phụ thuộc vào anh, tùy theo mỗi người lại bốc được một cái khác nhau, cho nên nó không giống nhau. Dạ. Cho nên nó là 88 cuốn sách, Dạ vâng. 88 lời khuyên. Và nó kỳ diệu ở đây nó có chữ tarot. Dạ Là vâng. bây giờ ví dụ buy và sell Bitcoin lúc này nhá. Dạ vâng. Ok, đầu tiên chúng ta xem nó là xuôi hay là ngược đúng không? Dạ. Sau khi chúng ta cháo bài và chúng ta chơi với nó đúng không? Cháo bài chơi nó xuôi ngược, ngược xuôi đúng không? Chẳng biết được là nó xuôi hay ngược đúng không? Dạ Đấy, phân tích kỹ thuật rồi, bây giờ chúng ta xem Bitcoin đúng không? Đầu tiên này, Bitcoin sẽ lên đúng không? Ok, đồng ý như thế đã. Sau đó mình lại áp dụng vào kỹ thuật xem à, chúng ta nhìn thấy H1, M1, H4, ok lên. Bây giờ nó lời dặn này. Hiện tại là đang rất vào cầu cho lá này. Mọi cái đang phát triển rất nhanh. Nhưng phải kìm nén cảm xúc vỡ òa, rèn luyện tinh thần bình tĩnh đã. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quản lý tài khoản lớn và dồn lệnh là cái mọi cái lợi thế của chúng ta. Khi lãi phải rút ra giữ nguyên khối lượng giao dịch. Dạ. Lãi phải rút ra, nhớ là giữ nguyên khối lượng giao dịch. Thì trong cái bài trading chốt chốt ấy, không được tăng khối lượng giao dịch vì não bộ của chúng ta tự tăng rồi, giữ nguyên khối lượng giao dịch, nhưng khi dồn lệnh ấy thì não bộ đã ép chúng ta nhấp nhiều lần chuột, cho nên tự tăng rồi, không cần phải tăng bằng vật lý nữa. Đó là những cái thuật mà chúng ta xem, và nó là 88 cuốn sách, cho nên chúng ta sẽ hiểu là chúng ta sẽ gợi ý được, và từ đó chúng ta sẽ có cách để làm. Dạ Thế vâng còn ạ. đâu phát triển đại lý rồi các thứ đấy đúng không, từ đó chúng ta sẽ có cách để phát triển. Ok,